ok anh em và ok tất cả các bác nhá đã quay trở lại với kênh youtube của cửa hàng âm thanh hai audio nhá cùng với nói với tất cả các bác luôn đây là một cái dạng cốt số gọi là maximum và cũng như là một cái dòng cốt số nó là đỉnh cao nhất cái thời điểm hiện tại các bác nhé anh em có thể xem và có thể là tham khảo qua cái dòng cốt này à, cái này thì cũng chưa vội bán đâu các bác đăng lên cho các bác tham khảo thôi chứ cái thực tế với các bác rằng là cũng chưa vội bán đâu đó để cho anh em có thể là xem này và tham khảo qua với những cái linh kiện nó xịn sò như thế nào và những cái linh kiện gì là anh em mình nên mua và đáng mua đúng không? Đấy con có số này thì phải nói với các bác, các bác cứ lên con XTA. Đấy con này là mã là maximum là DB448 có nghĩa là 4 in và 8 ao các bác như Con này nó rất mắc tiền nha. Đấy, rất mắc tiền nha các bác nhá Cực kỳ mắc tiền Đó. Bởi vì con này nó sẽ chia được những cái âm thanh Và nó chi tiết những cái âm thanh ra cực kỳ xuất sắc các bác nhá Đấy, có nghĩa là nó dùng nó để chia quay Có nghĩa là nó sử dụng cho những dàn âm thanh lớn Hoặc anh em nào có điều kiện dùng những âm thanh gia đình Mà các bác dùng được cái con này Thì em nói với các bác rằng là nó quá là đỉnh cao Đúng không? Đó Ở đây thì mình sơ sơ qua thì con chip xử lý của nó Nó là một con chip analog device Nhưng nó bọc 100% luôn Đó, analog device này các bác này con này là 213 69 nó analog device thì nó là một cái con chip nó đỉnh cao rồi. Kể cả là trên những con vang các bác con những con chip analog device này các bác cũng sẽ là là dùng nhá. Đấy thì nó là một trong những cái hàng chip gọi là mà nói với các bác rằng là nó như kiểu lực quốc dân nhưng mà nó ở trên thiết bị nào thôi. Đó nhưng mà cái dòng này thì là 213 chín thì nó là cái dòng một trong những cái dòng chip nó cực hiếm các bác nhá, cực hiếm. Và nó chỉ có ở trên những cái sản phẩm cao cấp này thôi chứ còn đến những cái sản phẩm bình thường như anh em dùng văng số trong nhà thì không có và tất cả những cái 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 chân của cái gì ạ à? à? tất cả những cái chân của linh kiện này các bác này những cái chân nào mà linh kiện mà có những cái mối hàn như thế này thì hầu như nó bọc vàng 100% phần trăm nhá nó bọc vàng các bác nhé đây không phải là đồng đâu anh em nhé nó bọc vàng đây này, này các bác có thể xem những cái con chở này đó thấy chưa những cái con chở những cái uh, con tụ ở đây đó, anh em nhé tất cả những cái chân này đây, các bác xem những cái chân này thấy chưa nó bọc vàng 100% hết đấy nên tại sao nó một cái 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 giá nó cực cao và cái chất lượng âm thanh nó đưa ra là cực kỳ tuyệt hảo bởi vì nó có những cái, cái thiết bị rất là ok và đặc biệt là các bác xem nó xử lý trên một cái con IC AKM đó ok chưa con AKM này thì em hay đang bán cho anh em trên con vàng X5 Vina này các bác nên nhớ là như vậy nhá đó nên anh em anh em phải biết được rằng là nó đưa vào những cái cái sản phẩm như thế này thì các bác biết nó cao cấp như thế nào rồi mình ở đây mình không bán mõm đúng không các bác Đấy mình không bán mõm mà mình bán thực tế ở trên cái chất lượng cao Thì anh em đây em đưa cho anh em để anh em tham khảo có thể tham khảo Bởi vì cái loàng dòng này cũng nói với các bác rằng là Chỉ có anh em sự kiện đỉnh cao thôi hoặc là các bác gia đình nào có điều kiện mà dám chơi thôi Chứ cái này thì mình nói với các bác rằng là không phải ai cũng đụng được Bởi vì nó mấy chục triệu một cái cơ Chứ nó không phải là ít tiền đúng không à, Anh em mình bỏ ra mấy chục triệu để mua một cái con số này để về chơi cho âm thanh nó xịn sò nó hay Thì không phải ai cũng bỏ tiền để mua được đó nói, nói nói, như bảo là mình có tiền mình chơi thì rất là thích rồi đúng không nhưng mà để mà nói bảo là ai đầu tư có những người rất nhiều tiền nhưng mà cũng không dám đầu tư đến mức độ như vậy ở đây thì cái này là cơ bản là để cho anh em như thế nào ạ à? đi kiếm tiền có nghĩa nó hỏi thành cái công cụ kiếm tiền cho anh em có nghĩa là đi sâu sự kiện với những cái sâu lớn sự kiện lớn đó anh em có thể là sử dụng những cái con này để như thế nào nhà phân tách âm thanh nó cực kỳ tốt các bác nhá gọi là nó gọi cho anh em nó dễ là nó chưa quay là nhiều khi anh em cũng không biết nhưng nó có nghĩa là phân tách âm thanh trung bát tép nó ra cái âm thanh nó mức độ cao đấy, ok chưa nó xử lý cái âm sắc nó tốt đúng không các bác thì cái con này nó nhiệm vụ của nó là như vậy đấy, các bác nhá đấy, nó xử lý âm sắc nó đưa bát mạnh này đưa tép sáng này cái chất lượng đỉnh cao hơn anh em nghe nó sẽ thấu hiểu hơn đúng không các bác nó chất lượng hơn đó nên là cái dòng này thì em nói với các bác rằng là nó 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 rất là là là, nhiều tiền Đấy, anh em xem đây em giới thiệu cho anh em để anh em biết được những cái dòng sản phẩm như thế này thì nó sử dụng những cái linh kiện như thế nào đó anh em nhá nên là những cái linh kiện và những cái cái cái, cái sản phẩm em hay bán là các bác những con văng số thì nó cũng đa dạng và nó cũng như cái kiểu như thế này Đấy, hầu như là đối với những dòng chip của akm này thấy chưa đó chip của AKM à, IC xử lý AKM đấy mọi người đó nó đưa vào những con con hàng 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 tiền như thế này thì các bác phải biết được rằng là nó cao cấp thế nào rồi đúng không đó nên là các bác không phải biết được rằng là em hay bán là các bác không hề mõm nha bán không hề bán mõm bán giới thiệu sản phẩm cực kỳ chất lượng cho anh em đấy cái con này thì nó rất là cao tiền nên anh em nào có cái nhu cầu thực sự có nhu cầu nhá thì có thể liên hệ trực tiếp để có thể là xem và mua đấy anh em cứ đi tìm hiểu cái dòng này cái dòng này là dòng maximum nha con này là XTA của mỹ nha mọi người đó pd 4 448 được chưa ạ? Được chưa các bác? Đẳng cấp nhá. Đó à, ok chưa các bác? Đây, các bác xem đằng sau này. Có nghĩa là 4 in. 4 đường in vào và 8 đường ao ra cho tất cả các bác nhá. Đó, à, ok chưa? Đặc biệt, quá đặc biệt các bác ạ. Nó tất cả nó xử lý nó truyền tải tín hiệu bằng cáp hết các bác nhá. Bằng cáp. Đó, ok, bằng cáp nhá. Nên anh em phải biết được rằng là em hai nói cho các bác, các bác cứ vào những cái kênh của em hai và các bác xem những cái sản phẩm của em hai và những cái lời tư vấn của em hai thì các bác sẽ biết. Đây con này nó nguồn sung này nguồn xung nó tích hợp được rất nhiều điện 90 v cho đến 250 v các bác nhá nó nó rất là hiện đại hiện đại lắm các bác ạ à. nó nên là các bác phải biết được rằng là em hai cũng uh, 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 giới thiệu sơ qua cho anh em còn cái con này thì nó cao tiền cực kỳ Đó, nó rất là cao tiền nên là anh em nào có cái nhu cầu thực sự muốn mua và muốn trải nghiệm và muốn sử dụng và hiểu biết về con này nữa càng tốt thì các bác có thể liên hệ trực tiếp nha chứ còn cái này thì không dành cho những anh em nào mà gọi là thứ nhất là không hiểu biết thứ hai lại là, là là gọi là à, xem cho vui thôi chứ còn để nói với các bác rằng là sử dụng được con này thứ nhất là cái số tiền mình bỏ ra nhiều và cái gì ạ à, cái sự hiểu biết nó phải có thì mình mới dùng được các bác nhé à, ok chưa các bác mà em cũng cảm ơn tất cả các bác nhé hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau xin kính chào các bác và hẹn gặp lại